Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 74 chợ các loại, trong đó có 2 chợ đầu mối, 6 chợ hạng nhất, 19 chợ hạng 2, 44 chợ hạng 3 và 3 chợ tạm. Trước bối cảnh xu hướng tiêu dùng đã có nhiều thay đổi, các kênh mua sắm online và kênh mua sắm hiện đại như trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi ngày càng phát triển, làm giảm sức mua tại chợ truyền thống. Điều đó đặt ra yêu cầu các chợ truyền thống phải chuyển đổi cách thức phục vụ của người bán hàng. Thứ nhất, đối với hộ kinh doanh, cần phải nâng cao cái chất lượng về hàng hóa phục vụ ở chợ. Trong đó tập trung chủ yếu là phải nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và rõ ràng, chất lượng hàng hóa phải đảm bảo. Và cái thứ hai là về cạnh tranh về giá. Giá cả phải phải chăng, phải rẻ. So với lại các cái kênh phân phối khác thì chợ truyền thống nó cũng có cái lợi thế. Vì thực tế ra là hiện nay cái chi phí các cái khoản đối với các hộ kinh doanh ở chợ nó cũng tương đối thấp. Cho nên về cạnh tranh giá thì tôi cho là các hộ có thể cạnh tranh được. Và cái thứ ba đó là cái cần phải nâng cao cái chất lượng phục vụ. Cùng với việc đầu tư nâng cấp các chợ, xây dựng thương hiệu các chợ điểm phục vụ du lịch, các tiểu thương cần ứng dụng công nghệ thông tin kịp thời chuyển đổi hình thức kinh doanh để bắt kịp xu thế. Thì hiện nay theo ý tôi là nên sử dụng các giải pháp mà online thương mại điện tử và tạo ra một cái kế hoạch rõ ràng để mà thu hút cái người tiêu dùng qua lại với tăng lại cái với chợ truyền thống. Thì thực chất ra mỗi chợ ngay cả nó đều có một nhóm đối tượng người tiêu dùng khác nhau. Thì mỗi đối tượng như vậy nên có những kế hoạch với cái chương trình khác nhau để triển khai, phải có cái giải pháp đào tạo tập huấn. Đã tập huấn ở đây gì? Tập huấn đối với cái tư duy lựa chọn sản phẩm, tư duy để xây dựng chính sách bán hàng và tư duy để mà bán hàng trực tuyến nó như thế nào. Là cái cách thức cái kênh trực tuyến đó nó lôi kéo người dùng về như thế nào đối với lại chính cái chủ shop, đối với lại cái không gian của họ trong chợ truyền thống. Để các chợ truyền thống giữ được khách hàng, tăng sức mua, cơ quan quản lý nhà nước cũng cần tăng cường quản lý trật tự, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, xử lý dứt điểm tình trạng hàng rong, hộ kinh doanh mua bán không có phép tại khu vực xung quanh chợ, giải tỏa các chợ tạm, chợ cóc. Đây là một trong những vấn đề đã và đang gây bức xúc trong tiểu thương ở các chợ. Tình hình buôn bán ở bên ngoài chợ hiện nay là nó khá phổ biến, không riêng gì ở Đà Nẵng mà tất cả các cái địa phương trong cả nước. Nó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cái hoạt động kinh doanh đối với chợ truyền thống. Thì tôi nghĩ là cái này thì cái vai trò của ban quản lý chợ cũng như là Sở Công Thương và đặc biệt là chính quyền địa phương cũng cần phải có một sự là thống nhất phối hợp và phải cương quyết giải quyết cái vấn đề này. Trước sự phát triển của xã hội với nhiều loại hình buôn bán hiện đại, thì những giá trị của chợ truyền thống vẫn cần được lưu giữ, bởi chợ là nơi giao thương từ xưa với những nét đẹp mua bán từ lâu đời không thể bị mai một. Hy vọng thời gian tới, các ngành chức năng sẽ có những chính sách hướng phát triển hợp lý để đưa chợ truyền thống ngày càng phát triển theo hướng hiện đại.